Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng toàn thể các anh các chị chúng ta thưởng thức nhạc phẩm mang tên với tựa đề Hương Tình Muộn, với sự xuất hiện đầu tiên của phái đẹp hôm nay, đó chính là ca sĩ Huyền Trinh. Vâng, quý vị hãy dành những vòng tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho Huyền Trinh hôm nay. Vâng, và lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào tới toàn thể các anh chị trong nhóm Yêu Nhạc Vàng ngày hôm nay, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em chỉ dẫn thế thôi. Baby.